Hồ Ngọc Hà, cái tên quen thuộc với nhiều khán giả Việt. Với danh xưng nữ hoàng giải trí, Hồ Ngọc Hà không chỉ được yêu thích bởi những bản hit đình đám trong con đường âm nhạc của mình, mà còn khiến nhiều khán giả phải say đắm bởi nhan sắc cũng như phong cách thời trang, trang điểm luôn đi đầu xu hướng. Và hôm nay trong chương trình Mùa Gì Ở Đâu, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà sẽ lần đầu tiên bật mí bí mật giúp cô luôn tỏa sáng trên sân khấu cũng như trong các hoạt động thường ngày. Xin chào tất cả khán giả của Mua Gì Ở Đâu trên sóng HTV7. Hôm nay thì Hà được mời đến đây để trò chuyện và có lẽ là chia sẻ một ít kinh nghiệm của Hà đến với tất cả các bạn gái, những ai mà yêu thích làm đẹp, cũng rất là nhiều các bạn nữ đang rất là thắc mắc là bí quyết son có ảnh hưởng như thế nào đến với Hà và có tầm quan trọng như thế nào, và đặc biệt là dùng son như thế nào để đẹp và giúp mình tự tin hơn. Và hôm nay thì Hà có đưa tới một bộ sản phẩm, đó chính là 6 màu son của Hồ Ngọc Hà Secret. Và ngay bây giờ thì Hà sẽ chỉ cách cho các bạn đánh như thế nào để có một làn môi vừa mịn màng nhưng mà nhìn vẫn rất là mọng, để cho cái màu môi nó được đều và không bị dày. Thì trước khi mà chúng ta đánh thì chúng ta hãy che lên rất nhẹ một lớp phấn hoặc một lớp kem nền xung quanh viền. Và Hà vẫn luôn ưu tiên là các bạn hãy đánh đều hết tất cả màu môi của xung quanh son của mình. Tuy nhiên là các bạn hãy dùng một ít lượng rất là nhỏ đánh vào giữa lòng môi, và sau đó thì các bạn sẽ bặm đều ra xung quanh môi của mình. Và đây thì Hà chỉ cần dùng rất là ít son, một cái dung lượng rất là nhỏ để không bị dày và bị bết. Theo như Hà nghĩ, Hà đánh màu nhạt thì lúc nào nó nhìn nó cũng sẽ trẻ trung và nhẹ nhàng hơn so với những gam màu nóng. Và với màu son hồng như thế này thì Hà nghĩ rằng là các bạn nên đi cùng với những bộ trang phục nhẹ nhàng, những màu pastel nhẹ nhàng như là màu nude, màu trắng, màu hồng phấn và màu xanh nhạt. Và đặc biệt là với những cái bộ váy nhẹ nhàng và nữ tính, và các bạn nào mà càng nữ tính thì sẽ càng rất là phù hợp với những màu son như thế này. Đây cũng chính là bí quyết của Hà khi mà mỗi khi xuất hiện trước đám đông để giúp cho mình được nổi bật hơn, chính là màu đỏ. Và với màu đỏ này thì như các bạn thấy là Hà đang lựa cho mình một chiếc áo nhung đỏ để phù hợp với chất liệu son. Thì thường đánh đều màu môi của mình, đó là đánh viền môi ở trên xong rồi ở dưới, và sau đó thì chúng ta sẽ tán đều ở bên trong để cho cái màu môi nó được quyện vào với nhau. Và màu son này thì Hà tư vấn các bạn là nên đánh vào ban đêm, hoặc là nếu mà ban ngày với những bạn nào có làn da sáng. Và khi ban đêm thì chúng ta có thể diện những chiếc váy cocktails hoặc là những bộ trang phục mà cùng màu, giúp cho các bạn trở nên thật quyến rũ và nổi bật trước mắt tất cả những bạn bè của mình. Đây là màu son đỏ gạch. Màu son này thì sẽ rất là phù hợp với tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn có làn da hơi ngăm. Cho những bạn gái có cá tính, đặc biệt là những cô gái có mái tóc pixie, mái tóc ngắn thì sẽ rất là phù hợp với cả cái màu son này. Và màu son này thì chắc chắn là khi mà đánh lên mặt thì các bạn cũng phải chú ý là hãy nên chú trọng vào chính cái làn môi của mình. Còn lại thì các màu sắc ở trên gương mặt nó chỉ là một màu da nâu nhẹ thì nó sẽ rất là phù hợp. Và đặc biệt là nếu mà các bạn mặc quần jean với những chiếc áo dây đi boot, hoặc là những chiếc váy cắt xẻ táo bạo và những bộ đồ thật sự cá tính thì sẽ rất là phù hợp với màu destiny này. Màu son này khá đậm và kén người dùng. Tuy nhiên, Hà cần phải có trong bộ sưu tập của mình, đó chính là màu thời trang, màu đỏ đậm, hơi nâu tím. Và khi các bạn đánh cái màu son này thì chắc chắn các bạn sẽ là những người cá tính rất mạnh và luôn luôn muốn tạo một dấu ấn khó phai cho người đối diện. Chất liệu màu hồng đào, cô nàng văn phòng. Với màu son này thì Hà tin chắc là phù hợp với tất cả mọi đối tượng, mọi lứa tuổi. Độ tuổi như U60 như mẹ Hà cũng rất là yêu thích màu son này. Màu da sẽ dành cho tất cả những cô gái yêu thích cả nhẹ nhàng, cả cá tính, nghĩa là một cô gái rất phức tạp trong cá tính. Nếu như mà các bạn đánh một màu da nhẹ thì nên đánh màu ban ngày, và không cần phải make up quá nhiều cũng giúp cho cái gương mặt của các bạn sẽ có sức sống. Tuy nhiên, nếu các bạn yêu thích màu này ở trong mọi hoàn cảnh thì nếu mà vào buổi tối đi tiệc thì các bạn có thể nhấn mạnh vào đôi mắt của mình thật là đậm màu, và sau đó thì dùng màu môi thật là nhẹ nhàng và dùng cái màu má tiệp màu cùng với màu môi.
Các bạn có thể mặc tất cả mọi trang phục để phù hợp với màu son này. Xin cảm ơn tất cả các bạn yêu thích làm đẹp đã theo dõi với những sự hướng dẫn của Hà ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc các bạn sẽ luôn có một cuộc sống thật nhẹ nhàng, bình an và luôn xinh đẹp.